Lô. Lô. Chào các bạn. Chào mentor ạ. Hôm nay có một buổi hướng dẫn về làm bài lab, các bạn làm bài lab đầu tiên đấy. Vâng. Thì tại bạn nào đang có vấn đề gì về các bài lab thì có thể chia sẻ để mentor có thể trao đổi luôn. Bạn nào vừa lên tiếng nhỉ? Bạn bắt đầu từ bạn Hoàng Anh Tuấn đi nhỉ? Hiện tại đang có vấn đề khi làm các bài lab không? Cần mentor hướng dẫn không? Dạ không phải em ạ. Vậy tại không có vấn đề. Hiện tại bạn nào đang có câu hỏi gì nhỉ? Về các bài lab nhỉ? Bài lab đầu tiên. Những bài lab hôm nay mình sẽ hướng dẫn hoặc là giải đáp thắc mắc về một số bài lab đầu tiên ấy, thì bạn nào có câu hỏi gì để mentor giải đáp luôn. Ờ, đợi tí em đang chạy cái line cái xong rồi em hỏi xong. Dạ, vì cho em hỏi mình tập. Ok, bạn Dạ, hỏi đi. em đang ôn tập React, nhưng mà em ôn cái phần đó là xử lý cái event và cái component. Thì mình thường sử dụng là cái on click với on submit, on change. Thì nếu như mà em ôn vậy thì ngoài ba cái đó ra thì em có cần phải ôn thêm những cái khác không? Tại em thấy không có thường sử dụng, em cũng không có biết nhiều. Tại vì trong phần React thì nó sẽ có một số ví dụ như là nó có những ở phần form đúng không? Về form này ha. Phần form thì nó có những cái là submit đúng không? Thì on những cái dùng nhiều nhất là on nó submit rồi. On trên thì ví dụ sử dụng cho phần input trên hoặc là select gì đó. Ví dụ như là phần in, input chẳng hạn nó có những một cái phần event khác ví dụ như là key up key down chẳng hạn đúng không? Hoặc là on key rest đấy thì bạn nên để ý những cái đấy nữa à, đấy xong rồi với on chú ý thường thì rest thì mình sẽ chú ý là ví dụ như muốn submit cả form lên để validate các thứ thì mình sẽ dùng về là on submit còn on chain thì chủ yếu là mình sẽ value của từng ô input từng phần để check value từ theo từng phần khi on chain đấy thì nên nhớ là như thế đấy Rồi thì với có những phần cái key cho những cái key. đúng không? Vậy là được rồi đó em anh ta. Bạn học về UserRep chưa? Bạn học về rep chưa? Dạ sao? Phần rep ấy, Dạ bạn học phần à bài mấy dạ rồi? có dạ có học rồi. Em biết dùng Redis đó. Rồi đấy, UserRep thì nó sẽ có cái hook đấy, UserRep ấy. Thì nó có thể thay thế cho việc là on-chain. Mỗi lần bạn là sử dụng thay đổi trong ô input thì UserRep nó sẽ cập nhật cái dữ liệu value mới nhất. Mình có thể thay on-chain được. Vậy còn tới cái phần trong cái ô nó có cái phần đó là biết cách hiển thị danh sách và cái conditional content đó, thì em ôm mấy cái giống như là má filter file với if else switch case, ngoài ra thì còn cái nào nữa không anh ta? Condition nó chỉ là check hiển thị thôi, show list còn đấy. Đa số thì trong trường hợp mà bạn muốn kiểu như là list một cái dữ liệu gì đấy đúng không? Thì đa số mình sẽ dùng map. Còn filter là gì? Filter là nó là check những dữ liệu nào là thỏa mãn cái điều kiện thì nó mới show ra đúng không? Còn trong cái React nó sẽ có cái đoạn là và đấy sẽ cũng là một cái condition. Trong trường hợp là nếu mà true thì và thì hiển thị ra thì đấy nó sẽ là một cái condition ở chỗ phần render ra dữ liệu đấy tổng hợp nó như thế Em hiểu chỗ này rồi nha. đấy Cái nhà em thấy ở trong cái phần những cái thông tin mà cần ôn tập á, không có yêu cầu á là mình cái use context
Vậy thì cái use context đó thì ví dụ như mà khi mà hỏi về cái hỏi về thực hành, nó giống như là khi mà vô ôn khi mà thi á thì mentor hỏi cái phần use context đó thì em cũng đưa ra một cái ví dụ về Ừ, use bạn context ví đó. dụ cho mentor xem như tại sao dùng use fallback và tại sao, khi nào Dạ. dùng khi nào không không cần dùng. Thì cái phần này em cũng đang chưa có hiểu á, tại vì em cũng học qua rồi nhưng mà em không hiểu á, thì em muốn hỏi là cái use context với cái em hỏi về cái kiến thức của use context với cái use memo á thì À. nó khác nhau như thế nào không anh? Tại sao mình phải dùng mà use context? À, được. Đây nhá, ví dụ như là bạn có một component, xong rồi ví Dạ. dụ bạn thay đổi một cái dữ liệu gì đó trong ví dụ bạn on chain, xong bạn set Dạ. state gì đó thì bạn thử Dạ. check cái state đấy xem, thì bạn sẽ thấy là cả component nó sẽ bị chain, nó bị thay đổi, nó sẽ lắng nghe Dạ. cái đấy đúng không? Dạ. Đấy, chính xác, chính vì vậy. Vì vậy nên là ví dụ như là người ta sẽ nghĩ cách là trong trường người ta không muốn cái ví dụ một cái state thay đổi, ví dụ mình chỉ thay đổi tên name nhưng mà những cái khác nó cái state nó cũng bị lắng nghe, nó Dạ. lại render lại đúng không? Nhưng mà mặc Dạ dù cái dữ liệu như thế nhưng nó vẫn bị render lại. Thế nên em dạ. nghĩ là cái là ví dụ như là cái phần use memo là ví dụ như bạn sẽ tách ra là một cái function và bạn sử dụng use memo, và chỉ khi mà cái dữ liệu ở trong cái nó use memo nó lắng nghe, chỉ khi mà cái dữ liệu ở trong use memo thay đổi thì nó mới cập nhật lại cái dữ liệu data. Ví dụ chẳng hạn Dạ. mentor có một cái gọi API đúng không? Xong mentor một Dạ. cái response chẳng hạn, cái dữ liệu đấy, Dạ. xong mình sẽ gán, nên là sẽ gán data bằng use memo chẳng hạn, và bằng Dạ. cái response trả ra thì cái data đấy thay đổi chỉ khi mà có mình sẽ call API và cái dữ liệu ở trong cái dữ liệu response đấy thay đổi thì cái data dữ liệu data nó mới được cập nhật, thì lúc Dạ. đấy cái con đường nó sẽ không bị render lại quá nhiều lần. Dạ. Đấy là một cái ví dụ về. Ví dụ như là em muốn kiểu như là em muốn thay đổi cái tên một cái phần một cái tên trong đó thì khi mà nó thay đổi thì nó mới chạy lại Đúng rồi, cái use memo đấy và mình lấy được cái chứ dữ liệu đúng nó không có chạy lại toàn rồi, bộ toàn bộ là cái common. request lại. Dạ. Còn cái use context chẳng hạn, use context nhá, ví dụ như là bạn là Dạ. ví dụ như là bạn là cái nâng cao hơn, ví dụ như bạn tách ra làm hai component, một component cha một component con chẳng hạn đúng không? Dạ dạ. Xong ví Dạ. dụ như bạn có một cái sự kiện on chain ở component con, xong rồi bạn sẽ on chain Dạ. xong lấy dữ liệu ra bên ngoài đấy, xong bạn sẽ set Dạ. state, bạn Dạ. sẽ set con callback ra, thì nếu mà bạn không dùng use callback ấy, bạn set state ấy, thì ví dụ trong trường hợp bạn set state ở component cha thì component con cũng lắng nghe được cái sự kiện là set state đấy và component con cũng lại render lại nó như thế nếu bạn không dùng. À, có nghĩa là thằng con nó cập nhật Đúng rồi mình rồi, lấy nếu mà dữ thằng liệu cha của cập thằng nhật cha phần mà thằng nó cha sẽ nó cập cập nhật, nhật thì thằng đúng con rồi nó có làm theo và nó hoài như luôn. đúng rồi, và nó lại render lại. Dạ Mà vấn đề là ví dụ như trong trường dạ hợp ở trong component con ấy bạn get một cái lead rất là nặng đúng không, mà vấn đề là khi dạ bạn truyền bạn on chain ra ngoài, bạn chỉ lấy một cái dữ liệu là nếu bạn on chain thì họ lấy một dữ liệu là bạn nhập tên nhỉ đúng không, bạn lấy dạ nhưng mà ví dụ như bạn không sử dụng use callback ấy, ví dụ bạn không lắng nghe nó use callback thì nó sẽ có cái dependency đúng không, thì nó sẽ như một cái ống ấy, trong trường hợp mà nó sẽ lắng nghe bạn sẽ khai báo vào trong cái dependency đấy, trong trường hợp là bạn Dạ. muốn lắng nghe cái gì thay đổi thì bạn thì nó chỉ lắng nghe mỗi cái đấy thôi, À. thì khi mà ví dụ như một cái gì cái name của bạn thay đổi thì nó chỉ lắng nghe cái name đấy thay đổi và cập nhật dữ liệu ở bên ngoài và set state thôi, còn công đường bên trong không thay đổi đấy. Dạ. Đấy Dạ. thì cái ứng dụng của use callback nó sẽ là đấy, lắng nghe cái sự thay đổi của Dạ. cái bạn cần update và set state À. đúng cái phần đấy thôi và không re-render lại những Dạ, cái phần vậy là liên quan. Nó chỉ là cập nhật cái đúng cái chỗ mà nó cần cập nhật thôi. Còn khai báo khi bạn đã khai Dạ, báo. còn cái view memo thì có thay đổi nó mới cập nhật, còn không thì nó sẽ giữ nguyên, nó sử dụng cái cũ. Dạ, em hiểu rồi mình ta. Đây là những cái ví dụ của mentor, bạn có thể tìm hiểu thêm có nhiều cả nhiều trường Dạ, hợp. dạ. Đấy những ví dụ cơ bản nhất. Có bạn nào có thắc mắc gì về bài lab không nhỉ? Mentor cho em hỏi về bài lab 9 ạ. Lab 9 à? Lab 9, bạn xem màn hình đi, bạn đang có vấn đề gì ở bài lab 9? Em đợi em xem màn hình. Lab 9 này thì hiện tại là em đang dùng
có cách để truyền các cái biến sử dụng chung cho các component đấy. Tuy nhiên là khi mà em dùng ấy thì nó chỉ chạy trên một component thôi, còn các component khác thì nó chưa nhận được, thì chưa nhận được cái biến chung này. Đấy, con ví dụ stack à, bạn con có tech đúng không? Con tech để ví dụ các bạn mà đóng gói bao ngoài để lắng nghe coi con tech đấy đúng không? vâng, Nhưng mà thì em dùng cái vai để đóng gói bao ngoài đâu bạn cho mentor xem code nào. được. Đây thì contact thì em để trong này. Rồi, provider. Provide, đây là provide hay provide. Ở À, bên con có. Ok, mở phần app.js cho mình. CS thì em bao ở ngoài À, đầu phần main. ok, đau rồi. Tuy nhiên là khi mà sử dụng thì ở trong cái form form này nhận dữ liệu input từ người dùng thì nó vẫn nhận được. Tuy nhiên là khi mà em header lên cái giỏ hàng nó ở trên header thì cái component header nó vẫn nhận được. Thế anh Bạn em định xong bạn add vào add vào chưa? Bạn add rồi đúng không? Đâu? Cho mình tờ xem phần add anh từng vào. Contact. Chỗ header này là mình sẽ lấy card đúng không? Card để in ra trên trên giỏ hàng đúng không? hiện tại thì em mới chỉ để một cái nút sâu này để xem có nhận được không thôi, chưa chưa điều đấy. Thì cái sâu này thì vẫn chưa nhận được cái bức tường này, sâu ra nhưng mà chưa nhận được. So. Đấy, cái item này để em đưa vào. Method yêu cầu quyền 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 sử dụng vừa thì em lấy trong method xem cho nhanh. Bạn nói to Vâng, mình không nghe rõ. method yêu cầu quyền điều khiển chuột, xong rồi method sử dụng những cho tiện, xong rồi xem hộ em vậy. Ok. Chờ mình một chút. Sao để chuột nhỉ? Ok, yêu cầu quyền điều khiển chuột của em ấy. Method có đến lúc mà yêu cầu điều khiển chuột. Điều khiển luôn màn hình của em. Làm sao để yêu cầu được nhỉ? Trong cái mo đấy có không ạ? Mo ở trên cái anh công cụ Có có không? cái mouse, có cái mouse ở kích mà trong đấy có cái mouse ở đây. Trong có gì remote control đấy. Thì em đang nghe, em đang chỉ đấy. Chào em toàn xuống. Chỗ nào nhỉ? Chưa thử miếng nào. Chưa thấy. Cái mo xong rồi có cái chữ gì mốt control đấy ạ. Mò. Đấy, như như em đang chỉ đây này. Các bạn 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 mẹ tỏ không nhìn thấy nào chứ. Đấy, em như kiểu em vừa gửi cho mentor một cái yêu cầu để điều khiển màn hình của mentor này. Mẹ tỏi nó không có chữ mò đâu. Đó là trên cái thanh công cụ của thằng Zoom này luôn đấy. Ở cuối cùng ở cái thanh công cụ. Đây. Mà còn một cái đốc tùn ba và hình như có cái chuột, hình như cái nút chuột đó. Vâng, đúng rồi ạ. Đây. Mà tả kích mà không không thấy gì nhỉ? Không, nó kích vào thì nó sẽ hiện ra yêu cầu cho bên em.
Đấy Bây giờ là bạn thấy em chưa thấy gì. chưa? Không thấy nhỉ? Thế bây giờ thử gửi lại cho. Có hình con chuột, nó có trỏ đúng không? Cái này thì nó không có hình gì cả, không biết có cùng phiên bản Zoom với cả Meta không, nhưng mà của em thì nó không có hình, có gì chỉ có chữ thôi. Không thì Meta share cái màn hình của Meta. Để Meta thử xem màn hình của Meta. Bạn thấy còn vào chút đây Dung nhá. đó đây Tôi mở cái Dung. À, của Pháp. Như mai tôi mới chia sẻ một cái nền màn hình thôi, chứ chia sẻ cả toàn bộ, chứ còn còn em không thấy được cái giao diện Dung. chia sẻ màn hình chứ đúng không? Đây. Vâng, chia sẻ là chia sẻ screen đấy, không phải là chia sẻ cửa sổ đâu. Đây, chia sẻ screen mà người ta đang làm. Thích là chia sẻ screen mà. Màn hình luôn đấy. Vâng, đấy. Đây, Meta share. đây sẽ là màn hình của đây chia sẻ màn hình. Zoom, zoom, Meta bật cái zoom của Meta lên cái zoom mà có Đây cái hình của zoom bạn. đấy, zoom nó cái này này. Zoom nó chỉ có bây giờ chỉ có cái khanh này Cái zoom này chưa thấy gì nhỉ? đang xong. Mo đấy, ở trên có hình có mo mo đấy. Bên tờ nhắn lại. Đây remote control nữa. Em không nhìn nhìn thấy gì nhỉ? Đây, request remote control đấy ạ, yêu cầu điều khiển. À. Em thử request xem nhá. Đấy, nó có hiện yêu Đây cầu đây. không? Đây, đây, đây. Đấy, khả năng được rồi đó. Để em chia sẻ lại màn hình xong rồi. Mentor thử nhấn lại như vậy thì được không nhá. Được rồi ạ, Mentor gửi cái yêu cầu đi. Em tạm gửi lên. Mentor gửi cho xong em nhận được nhỉ. Đấy Là Mac với cả Windows nó không kết nhau. nhỉ? Bên tao không rõ. Thôi từ từ đã. Bây Vâng. giờ check đi, check xem. Bây giờ bạn thử tích vào con số lốc chỗ phần xuống dòng 9 mà con số lốc cái item cho mentor Đây ạ, đây ạ. xem. Vâng, đây. Sau đây. Đấy, nó rỗng ạ. Kích sau Ở đây add thì xem nào, add một cái nào, add item. à, thì đúng là em vừa add thì nó nhận được bên này thì nó nhận, cái này em lấy trực tiếp từ các phần mềm này. Đấy, em add tiếp thì nó sẽ lên tiếp. Đấy, lên đến 4 rồi. Lại là 2 rồi là 4. Nhận hết. Đấy, thử thêm một đối tượng nữa đây. Đấy, đây là đối tượng rồi. Đây, là đối tượng. Bạn Đó là bạn một đối tượng vào nữa là
vào lại code này, vào lại code cái phần là provider ấy, với cả phần là provider cơ, phần là đấy cái provider context item add item add item thu hết n add time item Nghe hàm này đâu cái ví dụ như là cái item thì cái khởi tạo item ban đầu sẽ là chỗ nào nhỉ? Rồi default item rồi kéo xuống đi anh chị cái hàm add item nào, chỗ add item phải chữ s chứ, sao tại sao lại item. Ví dụ như bạn mình kéo bên trên nhá, item của bạn đang là chữ s đúng không, vâng. xuống dưới cái phần add đi. Phần add cơ, cái phần add 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 file đấy. Action dưới kéo dưới nào, kéo nữa xuống dưới nào, đấy cái phần add item kìa, dispatch action add item thì chỗ item này cái dòng 69 đấy, 69 item này Thì 69 ạ. dòng 69 là 69 à, 69 à, mấy tổ. ừ, dòng 69 69 Đây 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 đây. đấy, add item này, item Đây ai item tìm này, nó là lấy từ lấy từ. ai hỏi ai từ item này thì item nó sẽ đến chỗ item Vâng. đúng không, rồi sẽ nó sẽ vào reducer đúng không, nó kéo lên trên nào, Đây, kéo lên đây. reducer Đây, sẽ vào đây. nó sẽ vào state đúng không, Vâng. state item action item update nếu bằng add. Đây, đây là trên này tiền đúng ở đây. Đây nó vẫn nhận là Item tiền không ép. rồi update item markdown total exit updated item từ item. Thì thực ra cái thằng này nó phải chạy được thì cái thằng component kia của em nó mới nhận được. Có cái từng mà lúc nãy em nhấn Nhưng add mà vấn đề là khi mà bạn kích ấy, thì cái item lúc nào nó rỗng, nó đang chưa update vào cái mentor, nó nghĩ là nó chưa update được cái item, nó biết item này đúng không, bạn thử ví dụ như là bằng dòng 31 này, bạn cái update từ item này bạn console log cho mentor xem, 31. bạn không lấy dòng 31 xong bạn console log đi, console log tự đánh đi, đánh cho nhanh cho quen cho nhớ, đấy con số lốc ví dụ tự đánh không biết đánh không, Đâu, đánh em quên thật rồi. Bình thường cứ gõ lốc thôi. đấy không đánh không quen thì làm À sao. đây. Đâu có được ra. Đấy, bình thường vẫn gõ tiền. In cái gì ra mentor ví In dụ cái update từ item cho mentor nào. để thử đấy. Rồi. Đâu? Cầm Đây 31 đấy. ừ.
Ừ, thế thì ai từng đã nghe phải có rồi đúng không? Kích sâu nào. Đâu. Chưa có gì. Rộng. Bạn bạn quay lại cốt à? Cốt. Các cái từ này từng có hay tuần. Hay tuần hay từng. Các cái siêu. Return item. Bạn kéo lên trên cho mentor xem. Kéo default. Đấy, ví dụ cái default các gì này. Alo. Alo ạ. Ví dụ như các cặp reducer này nó return ra rồi đúng không? Thì làm sao biết được cái default các state này đã được cập nhật? Xong kéo dưới cho mentor nào. Nữa nữa kéo nữa À, nào. thì những cái thằng default này nó chỉ cho vào cái State ban đầu nó phải tạo state ban state ban đầu đầu. thôi ạ, chứ còn Ừ. Đối với đoạn khởi tạo state ban đầu đâu khi mà ấy xong khi reducer return ra item remove reducer. kéo kéo hết xuống cho mentor xem code đã state reducer kéo nữa đi kéo xuống dưới nữa nào. Đây đó đây. Thì sau nó nằm. Với cả state đây tầm kia mentor đang nghĩ là lúc nào nó cũng đang là rỗng. Đúng không? View user. Và context. Bạn vào các context này. Đấy, ví dụ create context này. Ban đầu nó lúc nào item nó cũng rỗng. Nó đang chưa update được vào cái item này. Chưa update được vào đây. Ừ, lúc nào nó cũng sẽ là rỗng và cái hàm provider kia nó đang chưa xử lý đúng. Chẳng qua nó cập nhật ở trong cái đoạn là reducer thôi chứ còn ví dụ như cái context này nó chưa update. Item lúc nào cũng rỗng, bạn lấy là từ cái dòng 4 này này chứ không phải lấy trong provider đúng không? Và mình bao provider em tưởng là không nên nó phải nhận được cái Không, kiện cái này. context nó cũng như là một cái state bao nhưng mà vấn đề là bạn cái context này đã được update hay chưa, Vâng. còn bạn bao hay không là có nghĩa là nó sẽ lấy được cái dữ liệu ở chỗ nào, nó lấy dữ liệu của các context thôi nhưng mà cái context cái ví dụ như là giống giống như là một cái store ấy, một cái kho chẳng hạn, khi mà Vâng. bạn cập nhật ấy thì nó phải là update lại cái dữ liệu ban đầu nhưng mà hiện tại cái item này nó đang vẫn là rỗng này nên là lúc nào nó cũng sẽ bị rỗng. Để bạn cái add item này chẳng qua bạn add item vào cái reducer kia để cái app vào cái chỗ phần provider thôi, là cái chỗ phần provider thôi, còn context thì hiện tại nó đang không có nên là khi bạn lấy context ra ấy, thì nó đang rỗng, là lúc nào nó cũng là cái khởi tạo ở chỗ phần context. Nhưng mà cái component chỗ cái Mia kia thì em cũng lấy từ cái tag contact này ra mà đây này. Em lock là lock từ cái item của cái tag contact đi. Form add item Em sử dụng cùng một phương pháp lấy dữ liệu với nhau. min cái new item form là một chỗ khác đúng không? Và Mia thì nó không nên được. Và cái để nhận input vào của người dùng. Thì em cũng lấy cái item đấy từ cái cả phong cách này để ném vào đây. Ok, nó add item. Item ví dụ thiếu như là chỗ item add item kia là có nhưng mà ở chỗ phần header lại không có. Đấy, đấy,
header thì cũng y nguyên như vậy, cũng dùng như context như vậy. Đấy, em cũng vẫn lấy cái item đấy ở đây thôi. Đấy, cùng cùng Ừ. luôn. Để lock ở đây. Thế thử con số lốc ở chỗ dòng dòng 9 nào. Con số lốc item ở ngay đấy luôn. Cái thằng này thì em sợ em chưa add à, nếu mà có thì nó sẽ chạy ở đây luôn, chưa ra được. Này bạn bạn gửi code cho mentor được không? Gửi code qua Vâng email mentor để mentor check được không? vâng hôm nọ thì em cũng đặt lịch với một mentor rồi, nhưng mà 3 phút thì hôm đấy cũng chưa tìm được. Ừ, cái này phải ngồi check code để Vâng, debug chứ ngồi xem trên không này nó không không chưa rõ được. Cứ thì gửi em thấy mentor đi để mentor ngồi check cho. vâng, để thế để em gửi gửi cho mentor bằng cách nào được nhỉ? Đây đây mình gửi qua mail cho mentor. Email ạ. Thế anh chị có Gửi email, email. anh gõ email vào chat được không anh? Đây 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 mình đang lấy mình. Rồi em nhận rồi. Vậy để em đóng gói xong em gửi luôn cho mentor, có gì Hoặc là mentor bạn sẽ có làm. git không? Bạn có git không? Em có À thế gửi link git cho mentor để mentor pull về luôn cho nhanh. như thế à, cái phần này em Đấy. đặt trên ném Phải trên driver rồi thì hay em gửi lên link driver rồi. à thôi thế thì gửi qua mail cho mình toàn, nếu ném được vào thì gửi qua mail cho mình toàn Đúng ạ. đi. Alo ạ. Alo, nếu mà ném có drive thì gửi qua mail cho mình toàn Vâng, đi. em cảm ơn. Còn bạn nào có câu hỏi gì không? Alo, có bạn nào có câu hỏi gì nữa không?
Mentor cho em hỏi về cái phần xử lý form ấy. Đó. Khi mà cái hàm on-submit chạy ấy, thì là có cách nào để biết được là tình trạng pending hay là thành công của hàm on-submit không ạ? Khi mà on submit thì nó sẽ gọi thẳng luôn vào cái function bạn xử lý validate luôn chứ. Dạ đúng rồi, ý là khi mà em vào cái hàm on-submit đó thì có nghĩa là việc em sẽ gọi API. À rồi. Và ý ý em là khi mà trong cái khi gọi API đó thì có trạng thái loading pending gì đó của cái form đó hay không ạ? Có nhá. Ví dụ như là khi đây mentor sẽ ví dụ một đoạn code này. Ví dụ bạn có submit lên đúng không? Sẽ bạn fetch xong bạn có API đúng không? Thì bạn sẽ có hai trường, bạn sẽ một là bạn có thể dùng try-catch, hai là bạn sẽ dùng fetch vì trong trường hợp là async await ấy, bạn biết dùng bất đồng bộ Dạ rồi, đã đúng biết. không? Ừ. Đấy, ví dụ như bạn sẽ dùng dùng bất đồng bộ xong bạn try-catch chẳng hạn, trong trong trường hợp mà khi bắt đầu chưa gọi API nhé, sẽ bạn viết một cái state là loading chẳng hạn. Ví dụ như là loading, set loading ban đầu sẽ là bằng bằng fo bằng fail đúng không? Trong trường hợp mà khi bạn submit phát thì bạn sẽ đổi cái đấy thành true, loading bằng true. Trong trường hợp loading bằng true thì bạn sẽ ví dụ như bạn sẽ tạo ra một cái loading gì đó ở trên trang chẳng hạn. Xong rồi khi trong trường hợp mà nó trả ra response từ bên API về thì bạn set cái state đấy bằng loading bằng fail thì lúc đấy dừng dừng loading. Hoặc là trong trường hợp mà API lỗi chẳng hạn thì nó sẽ vòng phần get thì bạn cũng sẽ dừng loading, đấy là lúc mà bạn check loading hay không, chờ trong trường hợp chờ thì sẽ load loading lên, trong trường À, hợp xử dạ lý xong cái thì mình này dừng thì loading, đấy là lúc mà em hiểu, em hồi trước em cũng làm vậy, nhưng mà tuy nhiên thì em đang code trên nền của Next.js cho nên là về em hạn chế sử dụng mấy cái khúc này, cho nên là em theo em nhớ hồi trước thì khoảng tầm 1-2 năm trước em có tìm hiểu thì trong cái React thì có một phần nào đó nó sẽ giúp mình kiểm tra cái trạng thái của cái form khi mà đang gửi, khi mà cái hàm on submit đang được xử lý, cho nên là em muốn hỏi mentor về cái việc để tìm về cái khi mà gửi form khi mà cái hàm on submit nó chạy thì cái tình trạng pending hay tình trạng của form đó nó như thế nào thì nó sẽ hiển thị có thể lấy được trạng thái của nó ra. các bạn là cái on submit sẽ nó sẽ có cái event để check xem là cái sau cái đấy submit hay chưa, nhưng mà cái đấy submit hay chưa thì khi mà bạn call API thì nó vẫn gọi trong 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 trường hợp là API chưa call xong thì nó vẫn gọi là pending chứ đúng không? Còn submit nó là cái action submit. Action submit thì nó biết mình sẽ biết biết được là ví dụ Z phần chẳng hạn hay như nào thì mình sẽ biết được cái action submit đấy là mình đã submit được hay chưa đúng không? Thì kích submit là form submit chẳng hạn. Trong trường hợp mà form submit là bắt được cái form submit đấy thì là trong trường hợp là action submit là đến là mình có dữ liệu chẳng hạn. Chứ còn nếu mà pen còn sau đó mình sẽ call API thì mình vẫn phải làm một cái bước để check cái đoạn call nhé. Đúng không? Ý là theo em nhớ là khi mà trong React thì có một cái phần liên quan đến phần form này là khi cái hàm on submit đang chạy thì có nghĩa là cái trạng thái của cái form đó là pending, thì em không nhớ là từ cái phần nào của React để em lấy ra được cái trạng thái đó, thì không biết là mentor có xử lý qua cái trường hợp này chưa, có thể cho em được cái keyword để em tìm tìm lại, tại vì em cũng tìm mấy hôm nay rồi nhưng mà lại không thấy nó. Trước mentor có xử lý về một cái phần là chờ gọi là mình bắt cái trường hợp là trước khi before submit hoặc là after submit chẳng hạn, thì nó ví dụ như là trong trường hợp mà mình sẽ biết được là lúc mà click submit đúng không, thì nó sẽ có trong trong cái process đấy thì mình sẽ bắt được là before submit hoặc là after submit chẳng hạn, thì nó sẽ biết được là nếu mà thuần thì nó sẽ là check được cái trước khi submit lên thì mình sẽ bắt được cái trước khi submit để mình tính tính được là mình sắp khi mà nhận được cái event submit chẳng hạn, thì trước khi từ lúc xử lý đấy đến lúc mà nhận được submit thì mình sẽ phải làm những gì chẳng hạn, validate trước khi submit chẳng hạn hay như nào đấy.
Thì từ từ để mình đến đang tờ check check lại cái đấy xem. Ý bạn hỏi cái đấy không? Thì nó cũng tương tự vậy, ý là em muốn khi mà trong chủ yếu là khi mà cái form cái hàng on submit đang chạy thì em sẽ có thể disable được cái button submit hay là button reset trong đó. Chúng ta phải search chữ phần before submit chẳng hạn, before submit. Xong rồi thêm cái từ khóa nữa là React.js hoặc là Node.js. À, React.js hoặc là Next.js. Ta thử thử từ 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 khóa xem trước là mentor sẽ xử lý theo kiểu đấy. Alo. Dạ, rồi, cảm ơn mentor để em tìm hiểu thêm ạ. Ok.
Mentor cho em hỏi tiếp vậy ạ. Ok. Cho em hỏi là khi nếu mà em muốn ghi nhớ một combo nặng thì em nên dùng Zero Combat Memo hay là nên dùng Memo ạ? Nếu mà là common thì bạn dùng memo nhé. Use memo thường là sẽ dùng sử dụng để nhớ ghi nhớ data. Rồi, data còn kia là function. Vậy khi mà ghi nhớ của ngôn thành thì memo đúng. Dạ, cho em Memo. hỏi một chút về cái giờ em có ví dụ như này là em đặt một biến là một object, có một biến là một object. Xong đó em sẽ sử dụng diêu tay và sử dụng cái object lúc nãy biến lúc nãy để là cái default tay. Xong rồi em có một cái hàm zero fast thì em có cái dependency này là cái tay lúc nãy. Thì cho em hỏi là khi mỗi hàm này mà bị re-render thì cái zero fast này có chạy không ạ? Tại vì Có. nếu mà cái khi render thì cái biến ban đầu, cái content biến ban đầu nó sẽ bị thay đổi, thì nó có khiến cái zero fast này có chạy lại không ạ? Có chạy lại, nhưng mà trong trường hợp là bạn phải khai báo cái state đấy vào trong cái dependency. À, còn Nếu nếu mà mà em khai báo bỏ trực tiếp cái default tay chứ không khai báo nữa thì nó có khiến cái component thay đổi không khi mà bị re-render? bạn bỏ ra không dùng dùng cái state nữa đúng không, mà chỉ Không, dùng ý là em có một cái đồ đầu tiên là em đặt một biến A là một cái object. Sau rồi đó rồi em sử dụng là view tay để tay và set tay là cái giá trị trong view tay đó là A. Rồi em sử dụng view effect thì em bỏ A vào cái dependency. Thì mà khi cái component này bị render thì lúc này A thay đổi, tại vì A là một cái biến tham trị. Thì thì không thể không bị render nếu mà A thay đổi, tại vì A nó chỉ là biến đấy thôi chứ không phải là cái state, cái khu lượng, cái state cập nhật cơ, thì cái component nó mới bị thay đổi. Còn trong trường hợp nó chỉ là một cái biến không thì không 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 bị render cái gì cả. không, ý là em bỏ cái thằng A này là cái default tay của tay á. Em đặt một tay là em bỏ cái A này là cái default tay của nó. Rồi ví dụ như Và bạn khai báo A bằng một object đúng không? Xong bạn đúng rồi. bạn use state xong rồi gán A vào Đúng rồi. đúng không? Thì nó sẽ ra một cái biến state B đúng không? B bằng use state A đúng không? Đúng chưa? Đúng rồi. Đúng có phải đúng không? Thì B ví dụ trong trường hợp mà là B thay đổi, bạn ví dụ như bạn 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 thay đổi B đúng không? Tại vì bạn thay đổi state đúng không? Dạ Thì đúng rồi. A thì làm sao có thay đổi đâu, chỉ có B thay đổi thôi chứ, có phải không? Trừ trường hợp là bạn xử lý dữ liệu với A ở trong cái component đấy, nhưng mà A thực ra nó chỉ là biến thôi, thì cái việc thay đổi dữ liệu của A thì nó không ảnh hưởng đến component cả, Dạ rồi. bạn hiểu không? Em hiểu. Báo state thì bắt đầu nó mới là cái component lắng nghe cái sự thay đổi của một cái biến nào đó có state đúng không? Ví dụ như bạn update state chẳng hạn, thì component nó mới biết là một cái state thay đổi thì component nó bắt đầu nó render lại đúng không? Còn trong trường hợp bạn một cái biến A bất kỳ thì nó vẫn chỉ là một cái biến A thôi và nó chỉ là xử lý JS bình thường, thì component nó không không xử lý gì cả đúng không? Thì nó thường đúng không? Có phải không?